Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Thép. Nhân tiện là cửa hàng bên em được ký hợp đồng phân phối chính thức độc quyền tại khu vực Thanh Hóa đối với nhãn hiệu D Aquatic, thì hôm nay bên em về được một lô đẩy 4 kênh đầu tiên của thương hiệu này, thì để làm clip này để giới thiệu cho tất cả các bác. Chúng ta có nhu cầu bác liên hệ với cửa hàng bên em. Cái mẫu đẩy 4 kênh mà bên em muốn giới thiệu cho các bác ở đây là con D Aquatic, model là P4120, tức là nó là 4 kênh, mỗi kênh là 1200W các bác nhá. Và đặc biệt đó là cái mẫu này nó sẽ chạy mạch là class TD. Đây, class TD. Bác nhá. Đấy. Thì trước tiên là bên em sẽ nói về cái thương hiệu này một chút. Thì D Aquatic như các bác đã biết, đây là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng hiện nay trên thị trường. Bên em cũng đã phân phối cái nhãn hiệu này trong một năm qua, đây là cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên là để mà ký hợp đồng phân phối độc quyền thì làm đại lý lớn ấy, thì bên em vừa rồi mới là xúc tiến đàm phán và bên em đã ký xong thỏa thuận. Thì trong cái thời gian đầu này khi mà mới thành lập thì được hãng hỗ trợ về giá và cũng có ưu đãi một số về giá để cho các bác trong một tháng đầu, chỉ trong vòng một tháng đầu nhé. Một số cái sản phẩm là họ demo và cho, tức là họ cho phép được giảm giá, hỗ trợ về giá, thì để các bác có cái trải nghiệm, tức là được dùng thử và trải nghiệm những cái tính năng và những cái công nghệ của hãng DE này đem lại. Thì nói về hãng DE này, chúng ta đã biết rồi, đây là một cái thương hiệu của Đức các bác nhé. Hãng DE Aquatic là một công ty của Đức, nhà máy riêng mảng về âm thanh chuyên nghiệp, về âm thanh sân khấu và hát karaoke. Thì nhà máy là có nhà máy tại Trung Quốc, cho nên mà những cái thương hiệu này, những cái sản phẩm này thì là được là nhập bên nhà máy của hãng ở Trung Quốc, ở tại Trung Quốc. Tuy nhiên có một cái điều lưu ý cho các bác biết rằng là DE đấy, DE đây là hàng hãng chứ không phải là hàng đặt các bác nhé. Nói rõ quan điểm như thế, đây là hàng hãng được bảo hành một năm đấy các bác nhé, được bảo hành một năm và có phiếu bảo hành đàng hoàng. Và đây là hàng khác hoàn toàn với những cái hàng mà các bác thấy hàng mới đang trên thị trường hiện nay. Ví dụ như các bác để ý là những con đẩy như là K6, K8, Martin, hoặc là những con AP, nói chung là rất nhiều những cái thương hiệu không tiện nói ra đây, vì đó là những cái thương hiệu là họ đặt. Đấy, họ đặt sao mình, thậm chí là những cái đẩy V3 mới chúng ta thấy thế này hiện nay cũng vẫn là hàng đặt, đó không phải là hàng chính hãng các bác nhé. Đấy, thì những cái đẩy đó thì đang có một cái cuộc cạnh tranh ở trên thị trường hiện nay, nó rất là khốc liệt về giá. Về giá thì nói chung là quê ngoài lề một tí, nhưng tuy nhiên là giá càng rẻ thì cái chất lượng nó càng kém, em khẳng định cho các bác luôn. Tại vì là tất cả những cái hàng đó là hàng những người kinh doanh ở bên Việt Nam, tức là những cái đại lý Việt Nam sang bên Trung Quốc và đặt hàng, nó sản xuất theo cái mẫu như thế. Tuy nhiên là họ đặt hàng này không thể là chất lượng, là mục đích tiêu của họ là lợi nhuận và giá càng rẻ càng tốt, thì các bác sẽ để ý là những cái linh kiện nó không bao giờ là tốt. Còn những cái hàng mà chính hãng của hãng thì luôn luôn là vẫn giá là vẫn rất là ổn định và giá không hề rẻ các bác nhé, không hề rẻ. Và thứ hai nữa là nó sản xuất theo cái tiêu chuẩn của hãng, chứ còn không có ông nào mà sang bảo là bây giờ tôi muốn sản xuất để in cái tên DE này lên, nhưng mà các bác bớt linh kiện hoặc là giảm chất lượng xuống để cho tôi giá thành rẻ. Thì những cái này là họ sản xuất đã in trên bình cái tem của DE là ấy, và đã làm phân phối của hãng là phải theo tiêu chí của hãng, chúng ta không thể rằng là chúng ta muốn làm thế nào thì làm. Đó là cái trước tiên về chúng ta quyết quyền lại của chúng ta khi mua hàng của hãng. Thì con đáy này thì các bác biết là con này là cái mạch class TD. Chạy mạch class TD là một trong những cái mạch class mà Nam Thép rất thích hiện nay trên thị trường và rất nhiều các bác thích. Chút nữa em sẽ mở đồ thắt em nói hơn về cái class TD này. Về công suất của con này thì 4 kênh, mỗi kênh nó là 1200W. Thực sự đây là một cái công suất cực kỳ là khủng. Nếu như chúng ta biết rằng là những cái con đẩy mà hiện nay trên thị trường mà chạy như một số cửa hàng nào bán, nó tơi vào tầm hơn 1000W thì nó đã chạy lên 60 mấy con sò, 70 con sò, tức là máy nó rơi vào tầm gần 40 cân. Gần 40 cân, thì đó là những cái dòng mạch thường các bác nhé. Mạch tức là chúng ta chỉ là mạch mạch vị thường, nó chưa phải là mạch class cao cấp.
cho nên mà những cái đó thì nó phải nhiều xòa, chạy rất chi là nhiều xòa các bác nhé. Đấy, chạy nhiều xòa và hiệu suất nó không cao, nhiều xòa do hiệu suất nó không cao thì nguồn nó phải lớn và rất chi là nhiều xòa, và đồng nghĩa với cái việc là nhiệt lượng nó tỏa ra nó càng phải lớn. Đấy, các bác nhé. Về mạch cà lát thì một số bác là cứ sợ bảo là hư, khó sửa, thì một cái đảm bảo cho các bác rằng là hãng này bên em làm phân phối thì họ thứ nhất là có rất nhiều những cái lợi, thứ nhất là được bảo hành. Hàng mới thì các bác dùng có lẽ là chưa biết khi nào mới hư, nếu mà chúng ta dùng gia đình thì chưa biết khi nào mới hư. Thực sự là bên Trung Quốc họ những cái hàng bãi họ dùng hầu như là gọi là chày cối, đó là dùng liên tục luôn ấy. Mà các bác biết là họ dùng còn đến lúc khi chúng ta mua hàng bãi về chúng ta còn dùng vẫn không xi nhê gì. Thì các bác khi mà mua hàng mới này thì chúng ta gia đình thì cũng lắm mà chúng ta chỉ lâu lâu chúng ta hát một hôm thì em nghĩ là các bác không phải lo cái chuyện hư. Và một cái đặc điểm nữa là khi dùng những cái mạch class TD này, những cái mạch cao này thì chúng ta ở bên đây em sẽ tháo cái máy cho bác xem đây. Đây ruột nó đây. Rồi. Đây nhá. Ở đây nhá các bác để ý này. Nó mỗi kênh công suất nó sẽ có một bo gì? 1 2. Đấy, và trên 2 và dưới 2 luôn. Đấy chúng ta thấy. Trên 2 bo và dưới 2 bo, đó là 4 bo. Giả sử như các bác nhá, muốn không muốn sửa đấy, các bác muốn thay luôn cả bo này, các bác có thể là mua luôn cả cái bo này bên hãng có luôn các bác nhá. Và bên bên tức là các bác giả sử như các bác là cái kênh này chết thì các bác mua luôn cả cái bo này, giống như chúng ta thay con ram thôi, rất chi là tiện, nó làm thiết kế theo kiểu module nữa các bác. Thì các bác chỉ thay con này phát là xong. Đấy, không cần phải sửa đấy, các bác không muốn sửa. Còn những cái dòng này nếu mà sửa đấy thì các bác yên tâm là có hai cái này, nếu trong trường hợp là các bác dùng hết bảo hành và các bác không có thợ sửa thì các bác em có thể hỗ trợ cho các bác, tức là các bác chọn đời cho các bác, tức là khi mà các bác cần sửa những con đẩy này em sẽ là gửi ở đây em sửa cho các bác, sẽ có đội ngũ bên em sửa. Và một cái đặc điểm này nữa để cho các bác yên tâm nhé, những cái con đẩy mà các bác hay thấy cái thị trường hàng mới hiện nay mà nó thích nhiều sò ấy, coi nhá, em nói luôn cho các bác này, phải biết thế này, thích nhiều sò đấy thì bác thứ nhất là ôm nặng tay thôi, tuy nhiên là tiếng nó sẽ không hay. Và một cái đặc điểm nữa này, nó chạy 60 mấy sò, không may mà chập cháy và phát thì nó chết cả dàn sò của bác luôn, thay mấy chục con sò thì các bác thấy rồi đấy, tiền nó thì bao nhiêu, có cứ nhân lên, các cứ nhân tiền này. Em nghĩ là bây giờ sò xịn của nó rơi vào tầm nói là sò xịn đó, rơi vào tầm 70.000 một cặp đấy, các bác cứ nhân lên là hết mấy triệu tiền sò rồi đó, là em nói thật đấy, 70.000 một cặp sò. Và cái con này đấy nó không chạy bằng sò hay vậy, nó rất ít sò đấy, những cái dòng mạch class TD đây nó chạy rất chi là ít sò đây, như vừa đây là nó chạy trên này em không chưa tháo đâu, không biết là con này chạy sò hay mô phét, tuy nhiên là khi mà nó chạy sò hay mô phét thì cũng thế thôi, nhưng mà là chúng ta để ý rằng nó càng ít sò thì máy nó chạy càng mát, độ ổn định nó càng cao, nó không bị ồn quá nhá. Đây con này ví dụ như nó như thế này, nó chỉ có mấy con sò thôi thì chúng ta biết rằng máy nó rất chi là mát. Mà không may mà có hư đấy em nói là thay sò này chỉ có ít như thế này nữa, cho chúng là sò đắt tiền đi nữa thì nó cũng không đáng bao nhiêu cả, chỉ có vấn đề là kỹ thuật sửa nó hơi khó. Này các em nói trước ấy. Và cái con này chúng ta thấy rằng là nó chạy mạch class TD cho nên mà nó hoạt động ở mức điện áp rất chi là cao các bác nhá. Để em xem coi con này chạy điện áp bao nhiêu nhá. Đây con này nó chạy điện ở 220V các bác nhá. Xem là 220 là 200V. Mức điện của nó là 200V các bác ạ. Tức là gần bằng cái mức điện lưới hiện nay chúng ta, cho nên là khi mà những cái chúng ta mà có trục ngoái vào đây thì chúng ta phải lưu ý không là nó giật nhá các bác nhá. Điện rất chi là ấy. Và con này nó sử dụng được 4 tụ lọc rất chi là lớn đấy. Và dòng mạch class TD thì các bác biết rồi, như hôm trước bên em bán ấy, nó chỉ sở hữu đến 4 đến 6 hoặc là 3, 2 hoặc 4. Đấy, tức là những cái tụ lọc nó rất chi là ít, tuy nhiên là điện rất chi là khỏe. Những con tụ này là tụ lớn các bác nhá, không phải là tụ bé. Và do tại sao mà em đang nói là 1.200W một kênh, tại sao nó lại dùng cái nguồn nó chỉ tầm 20 thế này, còn đây nguồn 20 bằng nguồn đồng các bác nhá. Thứ nhất là chúng ta phải để ý là những cái nguồn như thế này này, những cái con mà nó công suất tương đương mà mạch thường có lẽ nguồn nó phải to bành lên đây đấy. Tại vì sao? Tại vì nó cấp con nguồn này, nó cấp giả sử như ra điện nó chỉ là 1.000W, nhưng mà cái con này nó sang cái đây thì nó chỉ biến đổi, tức là hiệu suất nó thấp mà nó chỉ tầm được 40-50% thôi. Tuy nhiên là cái dòng mạch class TD thì hiệu suất nó cao, nó hơn 90%, tức là điện cấp ra đây thì hầu như nó biến đổi gần như là đủ, tức là nó hiệu suất rất cao, cho nên mà nguồn không cần to. Tuy nhiên là con này 4 kênh của nó thì nó phải nguồn nó tầm 20 phân các bác, 20 phân các bác nhé. Đây nguồn khá là lớn, cũng khá là lớn đấy, 20 phân đấy. Và chúng ta thấy rằng là cái lõi của nó rất chỉ là bé này, chúng ta thấy cái lõi rất rất bé, mà nguồn đấy là nguồn dây đồng xịn, khác với nguồn những nguồn bình thường chúng ta thấy
đấy, nguồn dây đồng xịn cho nên mà không quá lớn đấy. Nếu mà chúng ta tưởng tượng rằng là hiện nay những con đẩy hai kênh bình thường, hai kênh mà tầm hơn 1.000W, chúng ta thấy cái nguồn nó phải khủng bố lắm rồi. Tuy nhiên là con này nguồn nó không quá lớn, nếu chúng ta thấy là nguồn chỉ 20 phân, 20 phân mặc dù là cũng lớn. Nếu như chúng ta để ý là những cái đẩy mà Class TD trước đây bên em bán ấy, nguồn nó bé xíu thế này này, nó rất chi là bé, bé xíu thế này, tuy nhiên là công suất của nó đã được 600-700W rồi. Đấy, tại do là công nghệ các bác nhá. Thì cái giá bán áp dụng trong tháng đầu tiên khi mà các bác mua cái đẩy này tại cửa hàng bên em thì sẽ được giá là 15.500.000 đồng các bác nhá. 15.500.000 đồng đối với con đẩy này. Đấy, là hàng này là hàng chính hãng. Lưu ý các bác là đi hàng chính hãng, không phải là hàng đặt, không phải là hàng nhái nhá. Và có tem bảo hành đầy đủ cho các bác. Hàng nguyên thùng luôn, đây có cả thùng đây. Đây chúng ta thấy. Đây. Đấy, tem bảo hành của hãng, tem này là tem nước ngoài, đây, DL Cotech. Đây. Đấy, các bác nhá. Này. Đó là tức là con đẩy này các bác có thể là dùng gia đình thì các bác không phải lo, các bác có thể đánh xúc kép được, đánh full đôi xúc kép ok luôn. Tức là tất cả những cái loa mà chúng ta đang dùng hiện nay trên thị trường là nó đều đánh ok. 1.200W này một con xúc, con số không phải là đơn giản các bác. Về phía sau của nó để em quay luôn tí về phía sau cho các xem. Đây, phía sau của nó thì con này để nó, đây là tín hiệu 4 cộng tín hiệu vào, 4 cộng ra loa, đây nằm ở đây. Đây có các cái nút gạt Brasiste đây. Đấy. Có mã vạch của hãng, đấy, TQC. Đấy. Và trước khi kết thúc video thì nhắc lại cái giá của nó các bác nhá. Giá của con đẩy này sẽ là bán cho các bác trong thời gian gọi đang khuyến mại, gọi là hàng lưu ý các bác đây là trong cái thời gian mà gọi là được demo để cho các bác trải nghiệm, thì giá 15.500 các bác nhé. Đây là một cái hàng xịn các bác, không so sánh với những cái hàng nhái, hàng đặt trên thị trường các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác.